Singapore đã hình sự hóa hành vi cố tình đứng gần người khác ở thời điểm nước này tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, từ ngày 27 tháng 3, bất cứ ai vi phạm quy định giãn cách xã hội tại Singapore và có khoảng cách gần với người khác sẽ đối mặt nguy cơ phải vào tù. Theo luật mới về bệnh truyền nhiễm tại Singapore, bất cứ ai cố ý ngồi gần 1 mét với người khác ở nơi công cộng, không tuân thủ việc chia ranh giới, đứng xếp hàng ở khoảng cách gần với người khác được coi là có tội. Người vi phạm sẽ bị phạt ở mức 10.000 đô la Singapore, tương đương với khoảng 161 triệu đồng, và ngồi tù trong 6 tháng. Hình phạt này sẽ có hiệu lực đến 30 tháng 4 và áp dụng với các cá nhân tổ chức. Trong tháng 3 này, Singapore đã công bố các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm khắc như đóng cửa nhà hàng, hạn chế tụ tập hơn 10 người, dừng tổ chức các sự kiện lớn nhằm chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 27 tháng 3, Singapore đã ghi nhận 683 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong vì COVID-19.